con coi nhỏ này giống tâm thần không? À, con cháu Việt Nam Cộng Hòa, ngụy quân, ngụy quyền, bà con nhìn thấy nó giống con yêu quái không? Nhìn y cô yêu tinh không? Ha? Trời ơi, cô nó nói chuyện nè. Xin kính thưa bà con, cô bác, người dân mình yêu nước, những người dân, bà con của mình cũng như là không phải bà con của mình, nói chung là bà con người dân ở trong nước. Tại sao mà con Nhiên nó lên nó chửi cái đám mà con cháu ngụy quân ngụy quyền? Thì bà con nghe một cái khúc này, nó chửi Bác Hồ như thế này: Bác Hồ đã mất, Bác Hồ vì đất nước mình hy sinh cho đất nước của mình, hy sinh cả đời, hy sinh khi mà Bác Hồ mất luôn, Bác Hồ chẳng có đem theo xuống mộ một cái tài sản gì hết. Vậy mà nó chửi Bác Hồ, nó xúc phạm Bác Hồ như vậy. Hỏi các bạn, tôi lên đây tôi chửi đám con cháu ngụy quân ngụy quyền ở hải ngoại, tại vì nó chửi Bác Hồ, nó đòi nó chửi là Bác Hồ nó đòi lật đổ cái đất nước của mình, nó không muốn cho cái đất nước mình được bình yên, cho nên tôi phải chửi tụi nó. Khi bà con thấy tôi chửi mà tôi không có biết chửi, những cái câu chửi của tôi, chửi tục, chửi thời đó là tôi học của đám con cháu ngụy quân ngụy quyền. Để tôi lên tôi chửi ngược lại nó, tôi lấy cuộc gậy ông tôi đập lại lưng ông. Cho nên bà con thấy tôi chửi đó là tôi lấy của con cháu ngụy quân ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa, tôi chửi lại nó cho bà con thấy. Đây nè, trước vong linh của Bác Hồ, hôm nay bác hãy nhìn thấy có đứa nào chửi bác thì bác ở trên cao đó, thêm cho những thần thánh ở trên cao á, bẻ cổ nó chết hết đi bác. Nó ra đường thì xe đụng nó, ha, nó ra đường thì xe đụng nó. Còn không, bà con người dân của mình ở đất nước khác á, ha, mà thấy những cái lũ này nè, cho nó ăn kẹo đồng đi bác, cho nó đi khiến cho những người đó chết á, chết không nhà không cửa, không bà con không dòng họ. Đây nè, nè, đấy. Xin thưa bà con, đất nước của mình, người dân của mình, người nông dân của mình làm ruộng, có ai đóng một đồng bạc thế nào không? Có ai đóng một đồng xu cắt nào đóng thuế cho nhà nước không? Không có, đúng không bà con? Rồi sao nữa? Rồi những bà con mình, người dân của mình làm ăn tiệm này tiệm kia, có ai đóng thuế nhà nước không? Thì tôi hỏi như vậy, tiền đâu mà nhà nước mình làm đường, làm xá, làm cầu, để làm trường học? Bà con nói tại sao trường học rồi đè gì, trường học không cái này kia kia nọ, thì đầu tư vào trường học cho con cháu mình đi học. Rồi sao? Rồi tiền ở đâu? Rồi tiền ở đâu làm đường cho bà con đi? Tiền đó là tiền ở đâu? Hả? Tiền đó là cho những cái nước ngoài vô đầu tư đất nước của mình, nó làm này kia đóng thuế của nó, thấy không? Nó vừa mướn đất của mình, nó vừa mướn đất của mình, thấy không? Nó xây lên, nó trả tiền tháng mình, tiền tháng mướn đất mình hàng tháng, nó còn phải là mỗi tháng nó đóng thuế cho mình nữa. Thì những như cái ba cái đặc khu đó mình cho nó thuê, đúng không? Tôi không biết nước nào lên nó thuê, mà đất thì tôi cho thuê 90 năm, 99 năm, 200 năm gì đó. Mỗi tháng thuê đất của tôi, thấy không? Thuê đất của tôi là trả tiền thuê đất tôi hàng tháng, đúng không? Rồi mỗi tháng mày đóng thuế cho tao, tao không cần biết, thấy không? Ba đặc khu đó là ở ngoài đảo rồi đó, tao cho mày thuê, đúng không? Mày thuê đất tao thì mày trả tao tiền đất thuê hàng tháng, mày trả tiền thuế hàng tháng cho tao. Còn mày làm ăn lỗ lã gì, mày đi về nước mày bỏ lại, mày bỏ đất lại cho tao, thấy không? Việt Nam mà làm gì có đúng không? Lấy tiền đó xây cầu bắc đường, xây trường học cho chúng ta, cho con em chúng ta đi. Có ai đóng một đồng bạc thế nào không? Mà buông ra nó nhà nước á, ha, cho thôi giá trị hết nhiệm kỳ ông này hết nhiệm kỳ ông này, thì ông này á là phải làm giấy tờ nó bàn giao lại cho ông kế tiếp, đặng mà làm nhiệm kỳ tiếp, ha. Chứ không phải giờ ông này
này xuống nhiệm kỳ rồi bỏ luôn cái giấy tờ đó, không 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 để cho cái ông nhiệm kỳ sao, làm sao mà bắt bắt. Cho nên ba que chúng mày nha, câm cái mồm lại cho tao nghe, con cháu ngụy quân ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa, câm cái mồm cho lại cho tao nghe không nghe. Trong khi đó tao nói cho chúng mày biết, chúng mày á mà chống chúng mày mà nói như vậy thì chúng mày đừng có đi lên những cái con đường cao tốc, chúng mày đừng có đi qua những cái cây cầu, bắt qua sông cái cầu đó bắc Vinh Hải, thằng nào xúc phạm Bác Hồ đâu, Vinh Hải là thằng nào đâu. Đâu rồi, em không thấy nó nè. Để đi. Vinh Hải là thằng nào? Rồi chặn mày nè, khỏi coi con. Ha, bởi vì á các người mà lên mà chống phá ha. Ha, các người mà các người con cháu Việt Nam Cộng Hòa ngụy quân ngụy quyền mà đang ở ở hải ngoại ha, nó chạy mắc lịch sự vậy đó, dòng họ cha mẹ các người cũng đi trên con đường đó, đừng có đi ha, kéo qua bên Mỹ ở hết đi, ở bên Mỹ tốt của bển ở hết đi, thấy không, thấy không, tốt quá ha, lên lên toàn là sống ảo không à, buông ra đi học trường trạm trường học đồ không có tốn tiền, ảo vừa thôi nghe. Nha, rồi nói vụ mà cho thuê đất mắc đất này kia cái nọ, xin lỗi, sống ảo vừa phải thôi ha, ảo vừa phải thôi, nghe chưa ha. Còn vụ mà cho thuê đất này kia cái nọ, nhà nước cho nó thuê đất không phải riêng Trung Quốc mà tất cả nước thuê trên ba đặc khu đó ha, cho nó thuê đất lấy tiền thuê đất hàng tháng, rồi mỗi tháng nó đóng thuế, lấy tiền đóng thuế đó mình được hai phần lời, mình đầu lấy tiền đó mình đi xây cầu bắc đường nha. Thằng Việt Nam Cộng Hòa làm tay sai nó có giúp gì đỡ đất nước không, toàn là nó phá thôi, ngày xưa nó phá như vậy nữa nè ha. Thời Ngô Đình Diệm á, con cháu đời con toàn Ngô Đình Diệm, con cháu của Ngô Đình Diệm sát hại giết nó, thấy không. Tới cái đời của thằng Nguyễn Cao Kỳ à, thằng Nguyễn Văn Thiệu, tới cái đời của Nguyễn Văn Thiệu thì sao, làm tay sai chống phá nhà nước mà đem giặc về nó tiếp tay cho Việt Nam cho Mỹ, giết lỡ đồng bào, giết lỡ quê hương, như vậy là thương đó hả, thương dân đó hả, có thương không, có lo cho dân không, mà lên đây cứ ra rã là đất nước Việt Nam bán cho Trung Quốc, bán cho Tàu Cộng ha, đâu có lo ha, có lo không, không có ha. Tới ngày hôm nay lên đây, lên trên cái mạng xã hội này qua 43 năm ra rã chửi đất nước, chửi Bác Hồ, không còn cái nước gì, phá cái đất nước này không còn cái nước gì ha, phá hoại chờ cây xanh môi trường gì đó ha, hay là nhà nước cho thuê á, cho hợp đồng cho thuê đất á, những người mà vô đất nước mình hợp tác đang cho mà có đặt những cái nhà máy công ty lên để mà giúp đỡ cho bà con người dân mình có công ăn việc làm, là nó nói nhà nước mình bán cho Trung Quốc rồi, rồi nó đi kéo nhau đi đập phá trên Bình Dương, bà con thấy không, nó là chuyên môn nó phá không à, nhà nước mình kiếm công ăn việc làm, đem nhà máy đem những công ty về nước tặng cho bà con có công ăn việc làm, thì chính lợi những cái thằng Việt Nam Cộng Hòa ngụy quân ngụy quyền ở hải ngoại, nó xúi người, nó xúi lại con cháu của nó trong nước lại đập phá lại, nó phá nát lại cái đất nước của mình, vậy là nó thương đất nước đó hả, nó thương chỗ nào. Rồi chưa kể nữa, rồi qua cái vụ đặc khu đó nữa ha, qua cái vụ đặc khu đó nữa bắt đầu nói sao à, nói đất nước Việt Nam này bán cho Trung Quốc rồi ha, bắt đầu á nó tiếp tay cho Trung Quốc ghét Việt Nam mà cho thuê ba đặc khu đó, toàn là Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc lên thuê đó đó, đòn Trung Quốc đâu lăm le qua chiếm những ba cái lượt đường mà ranh giới mà ba cái biển đảo đó được. Cho nên á, chính thằng Việt Tân ngày xưa làm tay sai cho thằng Việt Nam Cộng Hòa ngụy này nè ha, ngụy Việt Nam Cộng Hòa này ngày xưa làm tay sai cho Mỹ, bây giờ làm tiếp tay sai cho Trung Quốc đặng chi, nó lấy tiền Trung Quốc đó nó đưa về trong nước này cho những cái đứa em xì ke ma tí rồi lên chống phá nhà nước,
khủng bố thì rồi đốt đó bà con thấy không? Đốt rồi chặn đường, chặn quốc lộ, bà con thấy nó phá không? Như vậy nó, bà con thấy nó có thương, nó thương quê, yêu quê hương không? Yêu đất nước không? Nha. Bà con tính đi, bây giờ nó quậy nó đốt ở tỉnh Bình Thuận vậy đó, là bao nhiêu người đi tù? Rồi ở tỉnh Bình Thuận đó đốt xe rồi đốt hết trơn ba cái tài sản như vậy đó, là bao nhiêu người, biết bao nhiêu tài sản, cái đó là nó quậy nó phá tiếp. Vậy bà con thấy nó có yêu đất nước không? Có yêu không? Nó đâu có, nó đâu yêu đâu. Mà nó nói nó yêu đất nước toàn là đốt đi ha, giết đi, đốt đi, giết đi, khủng bố đi ha. Bà con thấy chưa? Còi nó lên sao nó nói nó yêu đất nước. Nó lên á, nó kêu nè, nó kêu đảng mình á, nó chửi Bác Hồ là đảng này, đảng đị, đảng đỉ, đảng này, đảng kia ha. Mày Thanh Quỳnh, mày biến ra ngoài luôn con, chặn mày luôn, khỏi coi con, khỏi coi ha. Cho nên ha, nó đi qua nước ngoài á, bắt đầu nó chửi, nó chửi là đảng nhà nước, nó kêu là đảng mình đảng đỉ mà dốt cuộc á, đảng mình đảng đỉ hay là đảng nó là đảng đỉ, bà con đỉ mà của nó là đỉ là xuyên quốc gia luôn. Nó hiện tại tiểu bang Cali á, cái tiểu bang Cali á, con cháu Việt Nam Cộng Hòa làm đỉ tại đó, một sót đó là một cái chơi đó, một cái nằm ngửa đó có $300, 300, 150, $200 hả bà con. Đấy, các anh các chị ở bển biết hết trơn luôn ha. Ngay chăng chỗ của tiểu bang Cali đó ha, làm sót đó là làm nằm ngửa cho mấy thằng Tây nó chơi đó, có $100, $150 đô hả bà con. Nó làm công khai á, hủ đông đi em chặn nó rồi mà ha, tao chặn mày luôn, khỏi coi, hủ đông đấy ha. Cho nên bà con thấy không, nó làm đỉ mà tại chỗ, tại tiểu bang Cali nó nói đó, ở xin lỗi bà con, ở bên Mỹ nó làm, nó làm đỉ với bệnh đó bà con, chính nó là làm đỉ mà nó lại nó xúc phạm đất nước của mình ha. Mà cái đỉ này á bà con biết ở đâu không, của thời Việt Nam Cộng Hòa, ngụy quân ngụy quyền nó sinh ra. Cái thời mà đó là Hòn Ngọc Viễn Đông toàn là gì, quán bar nè, rồi gái nhảy nè, cái đó là ở đâu vậy bà con? Có phải là Việt Nam Cộng Hòa sinh ra không? Rồi bây giờ đi qua đó tiểu bang Cali Mỹ á ha, nó qua đó cũng đỉ điếm không ha, về đâu mà gái đỉ với bển gì đâu, rẻ như vậy, $150, $200, $300, rẻ quá ha. Cho nên Việt Nam Cộng Hòa của tụi mày, ngụy quân ngụy quyền của tụi mày á, đừng có xuyên tạc về đất nước nữa. Tụi mày càng xuyên tạc về đất nước á thì tụi mày càng nhục thôi. Cái từ đỉ điếm này á, là cái từ đó là của Việt Nam Cộng Hòa chúng mày. Chúng mày đừng có chửi, đừng có chửi cái đảng này, đừng có chửi cái đảng Việt Nam này là đảng đỉ. Mà chính cái đảng của chúng mày đó là mới chính thống là cái đảng đỉ đó, hiểu không? Chính thống là cái đảng của chúng mày là đảng đỉ. Ngày xưa tại chỗ mà Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông chúng mày đó ha, biến tướng ra ha, làm đỉ đảng đỉ tụi mày để là mở quán bar, quán gái nhảy đó, chứ không ai làm đây nha. Của mày để lại, của chúng mày để lại ăn chơi. Cho nên chúng mày tự chửi đất nước Việt Nam, tự chửi cái đảng Việt Nam và đảng đỉ là chính chúng mày giả vào miệng chúng mày. Tại vì chính chúng mày là cái đảng chúng mày là đảng đỉ, cho nên chúng mày chửi lộn với nhau, nó quen cái miệng rồi. Rồi tụi bay á, chửi đất nước nè, chửi đất nước trong nước Việt Nam đó, đã đảng đỉ. Tại chính đảng chúng mày làm rồi, mày quen cái miệng đảng đỉ của tụi mày rồi, đúng không? Đảng đỉ Việt Nam Cộng Hòa của tụi mày rồi, mày cho cái đất nước Việt Nam là đảng đỉ. Đảng đỉ á, mà đưa cái đất nước Việt Nam á, ha, người nông dân Việt Nam á, miền Nam á, mà lại nghe theo lời Bác Hồ ha. Tại sao chúng mày, cái đảng chúng mày là đảng của chúng mày là đảng gì mà tại sao chúng mày không lấy được lòng dân miền Nam mà để cho Bác Hồ lấy được cái lòng dân miền Nam hả?